Vâng, xin chào mừng các bạn đến với lại livestream của Thái Phạm nhé. Và hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cái chủ đề, một trong những chủ đề đó là cái rủi ro tỷ giá đó đang bị các chuyên gia thổi phồng. Vì sao vậy? Đấy thì các bạn hãy theo dõi. Khi mà các bạn xem cái video livestream này thì các bạn sẽ tua đến cái phần mà ngay từ đầu luôn các bạn nhé. Đây. À, tôi xin tua đến cái phần đầu luôn và bắt đầu sẽ chia sẻ với các bạn. Các bạn đợi cho chút xíu. Để chờ đợi cho chút xíu này. Để tôi bật cái công khai lên. Để chào nhau. Rồi, bây giờ chào nhau được rồi này. Đấy. Chúng ta chào nhau nhá. Mời anh em chị em vào giao lưu này. Mời anh chị em vô giao lưu. Xin chào. Xin chào Dũng Gió nha, chào tất cả anh em nào. Đây, nhiều chuyên gia. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Xin chào các bạn nghe rõ tôi không? Xin chào Bùi Văn Toàn, Nguyễn Sơn Lộc ha. Xin chào. Một trăm mấy chục người coi, like dùm tôi cái ha. Nghe rõ tiếng chuẩn đúng không? Ok, xin chào. Thế thì chúng ta cùng livestream để chia sẻ về cái câu chuyện đó là cái rủi ro tỷ giá hiện nay đang bị các cái chuyên gia, các bạn đọc báo và các bạn đọc những cái phân tích, các bạn thấy rằng là mọi người hay chia sẻ về sự mất giá của đồng Việt Nam rồi sự tăng giá của đồng đô la. Đấy thì mọi người mới nói về cái câu chuyện là chỉ số chứng khoán Việt Nam không thể tăng được đâu là bởi vì đồng Việt Nam đang mất giá. Thì tại sao tôi lại nói rằng là tất cả những cảnh báo đấy là đúng? Đấy, nó không sai. Nhưng có lẽ nó là một cái câu chuyện mang tính chất thổi phồng lên. Đấy, thổi phồng cái rủi ro lên bởi vì chúng ta phải nhìn vào số thực tế. Đấy, để xem nhé. Chúng ta cùng cùng theo dõi. Đấy, chút xíu tôi dừng nghe lại. Lại đang nghe rõ hả? Anh em nghe rõ nhấn nút like giùm tôi cái. Hơn 200 anh em đang theo dõi. Để tôi đăng cái bài này lên trên cộng đồng. Mọi người cùng vào livestream chia sẻ cùng nhau cho nó khí thế. Dự kiến cái livestream này của chúng ta sẽ diễn ra trong khoảng tầm một tiếng. Các bạn hỏi gì thì tôi sẽ trả lời các bạn. Chào tất cả các anh em hội viên Platinum ha. Xin chào Thành Danh ha. Lâu lâu tác. Ok, đã xong. Rồi, xin chia sẻ thế này. Đây các anh em nhìn thấy bao nhiêu người đang vào rồi đấy nhỉ? 285 người, hơi ít ha. Xin chào Sang Huỳnh, Nghĩa Phạm. Thị trường đang tích lũy có thể đi lên không ha? Anh Thái ơi, vĩ mô đang không có ủng hộ thì có nên bán hết rồi đợi mua giá rẻ không? Đây là câu hỏi của bạn Thiên Hoàng. Chút xíu nữa thì tôi sẽ trả lời câu hỏi của bạn. Đó. Xin chào Nguyễn Thành Vinh, Hùng Đỗ, Phương Mạnh, Bảo Duy. Tóm tắt sách blog. Xin chào đồng chí. Rồi, 320 người, đợi chút xíu nữa đông đông thì chúng ta nói chuyện cho nó vui. Anh Thái ơi, Vinamilk mua cầm dài hạn được không? Trần Hòa, xin chào em. Livestream này thì cũng không có kế hoạch trước cho nên là chúng ta sẽ
Còn ai rảnh thì chúng ta vào thôi, còn không ai thì các bạn nghe lại cũng được, khoảng 1 tiếng, sẽ không mất nhiều thời gian của các bạn đâu. Ok, xin chào điện nước của cô Hường. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ chia sẻ cái câu chuyện là tại sao tôi lại nói rằng là cái tỷ giá của Việt Nam đồng nó mất giá, điều đó là đúng. Trong bối cảnh các đồng tiền khác cũng bị mất giá, đúng là đúng. Thế thì liệu cái rủi ro đối với lại thị trường chứng khoán hiện tại nó có quá lớn hay không? Và rủi ro đối với thị trường tài chính Việt Nam nó quá lớn hay không? Theo giống như các chuyên gia trên mạng, hoặc là chuyên gia các bạn đọc trên báo, các bạn có hỏi tôi, bởi vì nhiều bạn hỏi thì các bạn hay dùng ý kiến chuyên gia này, ý kiến chuyên gia kia, bạn copy lại xong bạn hỏi tôi. Thì xin thưa các bạn là Thái Phạm không phải là chuyên gia, nhưng từ là với góc độ là một người quan sát thị trường tài chính trong một thời gian dài và là một nhà đầu tư cũng khoảng 18 năm kinh nghiệm rồi, cũng trải qua ít nhất là hai cái chu kỳ của nền kinh tế, đặc biệt đối với nền kinh tế Việt Nam thì đã trải qua cái giai đoạn khủng hoảng nhất của cái câu chuyện về tỷ giá trong cái bối cảnh từ 2009 cho đến 2012 rồi. Thì tôi sẽ chia sẻ thêm cho các bạn thêm cái góc nhìn của tôi về vấn đề rủi ro để các bạn có thể có tham khảo ý kiến. Tôi thì xin phép chia sẻ với các bạn là tôi có thể không đúng hay là sai, nhưng mà ở góc nhìn của tôi thì tôi cũng muốn cho các bạn có thêm cái góc nhìn để các bạn có quyền đánh giá là liệu cái rủi ro tỷ giá nó có bị thổi phồng hay là nó đang đúng. Và xin phép với các bạn rằng là tôi cũng không có nhu cầu đứng lên là trấn an các bạn, các bạn ha. Bởi vì nhiệm vụ trấn an thì nó là cái nhiệm vụ của người khác, không phải là tôi. Nhưng mà tôi cũng muốn chia sẻ, bởi vì tôi nghĩ rằng các bạn có hỏi thì xin phép được chia sẻ thôi. Thế điều đầu tiên ấy, khi chúng ta nói về vấn đề về tỷ giá thì tôi lại cho rằng là hiện nay các cái chuyên gia nói về thị trường, chúng ta thấy là nhan nhản trên YouTube, trên TikTok, trên các báo đang thổi phồng cái rủi ro. Họ nói rằng là thứ nhất là tỷ giá đang rất là đáng lo lắng, cái thứ hai đồng tiền mất giá, nước ngoài rút dòng. Rồi họ cũng chia sẻ thêm cái câu chuyện đấy là index không lên được đâu, rồi các bạn phải bán hết ra đi, vân vân. Thế thì đầu tiên xin cập nhật với các bạn một tí là tại sao tôi lại nói là nó không phải là cái vấn đề quá đáng lo ngại dưới góc nhìn của tôi, là bởi vì đây là cái đồ thị mà của cái chỉ số đô la index. Đấy, thì các bạn nhìn đây là cái biểu đồ của đô la index từ đầu năm đến nay. Là các bạn thấy chỉ số đô la index nó đã tăng từ 101. Nó lên đến cái ngưỡng như hiện tại. Ngày hôm qua thì nó phá vỡ cái cản một chút, nó lên đến cái ngưỡng là chúng ta nhìn rõ là nó là vào khoảng 104, 105. Hiện nay tôi đang nói chuyện với các bạn thì các bạn nhìn thấy trên màn hình nó là 105,18. Đấy. Thì như vậy thì chúng ta có thể thấy là từ đầu năm đến giờ là đồng đô la so mặt bằng chung của tất cả các cái thị trường khác nó đã tăng tới 3,77%. Đấy. Thế thì cái câu chuyện ở đây ấy, là mình nhìn thấy từ đầu năm, các bạn nhìn đầu năm là mùng 3 tháng 1 là 101,35. Ở trên phía trái màn hình các bạn nhìn rõ không? Đây này, đầu năm này nó là 101,35. Thì bây giờ nó đang là 105,18. Thì tại sao cái đồng đô la nó lại tăng? Thì cái đồng đô la vốn giảm rất mạnh từ thời điểm tháng 11 năm 2023, khi Fed có câu chuyện thưa chuyện với thị trường rằng 2024 chúng tôi sẽ hạ lãi suất. Thì lúc đó cái kỳ vọng của mọi người là lãi suất sẽ hạ ngay vào tháng 3. Thành thử ra là chỉ số sức mạnh của đồng đô la từ 107 nó đã sụt xuống cái 100,8 điểm. Sau đó thì tại cái đáy này thì chỉ số của đồng đô la đã tăng 3,77%. Bạn nói với tôi rằng là anh nói cái điều này để làm cái gì? Thì các bạn biết rồi, trong cái chứng khoán bờ cờ phần 7 tôi nhớ không lầm là như vậy, thì tôi có chia sẻ về tại sao Fed lại là nhà cái số 1 thế giới và đô la index là cái gì. Đô la index thì nó là tập hợp
là một bộ chỉ số tập hợp của 6 loại ngoại tệ khác nhau. Trong đó thì có rổ, có đồng yên, có đồng đô la, có đồng euro, đúng không? Có đồng franc Thụy Sĩ, v.v. Nó tính theo một cái tỷ lệ. Khi mà đô la DXY nó tăng giá, điều đó nói lên rằng là đồng đô đang tăng một cách tương đối so với lại đồng tiền khác. Và các bạn thấy, chẳng hạn, ở đây đó là đồng đô la với đồng nhân dân tệ. Xin lỗi các bạn, đồng yên Nhật. Thì thậm chí hôm nay yên Nhật còn bị mất giá kỷ lục lên tới 153,17-14 yên đổi lấy 1 đô. Và đây là một cái quá trình gọi là mất giá kỷ lục của đồng tiền này xuyên suốt từ từ bao lâu nay rồi, đúng không? Nếu mà tính chỉ tính riêng trong khoảng từ tháng 1 đến giờ thì đồng yên Nhật các bạn thấy đô la tăng có 3,78% mà đồng yên Nhật nó đã mất tới là 8,67%. Điều này nói lên rằng trước đây cái sức mua của đồng yên ấy, nó là 140 đồng đổi được 1 đồng đô la hàng hóa của Mỹ. Thì bây giờ cũng là đồng yên, nhưng để mua được 100 đô la hàng hóa của Mỹ thì cần tới 153 đồng yên. Đấy. Có nghĩa là người ở Nhật đang cảm thấy khi nhập khẩu bị móc túi một cách rất là nhanh. Đặc biệt là những hàng hóa nhập khẩu như là điện thoại, xe hơi, nếu mà Nhật Bản không phải là xe Toyota, Nissan, đúng không? Mà ví dụ mua xe của Đức chẳng hạn, hay là tất cả những cái đồ khác mà Nhật không sản xuất được thì đều tăng giá, thực phẩm, vân vân. Thế thì đối đồng yên Nhật, bạn thấy đồng yên Nhật nó cũng mất giá một cách kinh khủng như thế. Thế còn Việt Nam đồng của chúng ta thì sao? Thế thì bây giờ Việt Nam đồng thì có phải là chúng ta đang bị thổi phồng không? Khi mà từ đầu năm đến nay thì cái đồng tiền của chúng ta hiện tại đó mới mất giá vào khoảng có 3, cũng khoảng 3,7%, thậm chí là thấp hơn so với lại các cái đồng tiền khác. Thấp hơn so với các đồng tiền khác một cách rõ rệt ý. Nhưng đâu cần phải nói là cái câu chuyện là mình nói không đúng đâu, đúng không? Đây là các bạn nhìn, còn các bạn nhìn lifetime, real time đó, thì bạn thấy rất rõ này luôn. Tôi mở ra cho bạn các đồng tiền khác. Đây là đồng Bạt Thái. Đồng Bạt Thái thì bạn thấy không? Từ đầu năm đến giờ mùng 2 tháng 1, tôi vẽ từ cái đáy nến này. Đồng Bạt Thái bây giờ mất đến 7%, 6,92%. Đấy. Đồng Yên thì mất 8,7%. Đồng Korea, Hàn Quốc thì mất bao nhiêu phần trăm nhé? Đồng Korea, Hàn Quốc là 29 tháng 12, đây là mùng 2 tháng 1 này. Mất đến 5,5%. Đồng nhân dân tệ thì sao? Nhân dân tệ đây, mùng 2 tháng 1 đây. Mùng nhân dân tệ thì mất thấp hơn, mất 1,86% bởi vì Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đang kiểm soát tỷ giá này rất tốt. Còn đây là đồng Việt Nam đồng của chúng ta. Cái này thì nhìn nó hơi lộn xộn ở cái điểm nến. Các bạn có thể sử dụng biểu đồ đường thẳng giống như tôi vừa chia sẻ. Thì nó là ở khoảng này. Nó nói real time cho các bạn. 1 tháng 1. Bây giờ tất nhiên nó không phải là 249 giống như đồ thị TradingView đang đưa, mà nó là vào 251 20, 251, 70 rồi. Đấy. Thì nó mất giá khoảng là 3, đồng tiền chúng ta là mất giá khoảng 3,6% ở mức này. Nếu mà phản ánh đúng cái tỷ giá của Vietcombank, tại sao tôi lại nói như vậy? Các bạn vào tỷ giá dollar.net thì tôi nói không có bị sai. Các bạn nhìn thấy không? Đó là đồng đô la Mỹ thì Ngân hàng Vietcombank đang mua vào 248 và bán ra 25170. Đô la chợ đen là mua vào là 255 và bán ra là 25585. Đấy. Còn tỷ giá của BIDV thì cũng vậy thôi. Là nó 25155. Đấy. Thế thì cái câu chuyện ở đây là chia sẻ với các bạn để các bạn hiểu là nếu mà 25155 thì chúng ta mất giá có 3,64% so với lại đồng, đối với chỉ số đô la index thì chúng ta mất giá tương xứng với lại sự mất giá, sự tăng điểm của cái
đồng đô la thôi, chứ có cái gì đâu mà ghê gớm, phải không các bạn? Đâu thì ghê gớm đâu. Thì chúng ta thấy là có một điều nghĩa là gì? Đô la tăng giá như thế nào thì chúng ta mất giá như vậy. Vậy có gì phải quá lo lắng về chuyện này hay không? Nếu các bạn là người dân Nhật, các bạn là người Hàn Quốc, các bạn là người Thái Lan thì tôi nghĩ là các bạn nên lo lắng hơn. Nhưng nếu các bạn đang cầm đồng Việt Nam đồng thì chúng ta mới mất giá khoảng ngang ngửa với lại sự tăng giá của đồng đô la. Thì điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mình đang làm một cái công việc rất tốt. Và cái việc Việt Nam đồng trong ngắn hạn mất giá, nó là một hiện tượng khách quan, tự nhiên. Tại sao tôi lại nói là khách quan và tự nhiên các bạn? Bởi vì cái việc đồng đô la là chúng ta không có sản xuất, cũng chẳng in được. Đô la là do ai in ra các bạn? Đô la là do Mỹ họ in ra. Thế thì cái Dow Jones Index nó là rổ chỉ số của 6 cái loại ngoại tệ lớn trên thế giới. Mà DXY nó tăng, nghĩa là các đồng tiền khác bị mất giá, Nhật Yên tại Nhật bị mất, Euro bị mất, vân vân. Thế thì đô la tăng giá thì Việt Nam mình có làm gì được với đô la tăng giá không? Đấy là một cái sự thật khách quan, hiển nhiên. Mà khi đô la tăng bao nhiêu thì chúng ta mất bấy nhiêu. Nó thể hiện một cái sự khách quan, công bằng. Và nó nói lên được một điều, đấy là Ngân hàng Nhà nước đang làm một cái công việc quá là, tôi gọi là quá tốt cái job của mình. Bởi vì nếu bạn không tin và bạn nói rằng tôi nói sai thì bạn hãy nhìn sang cái Ngân hàng Trung ương của Hàn Quốc, bạn nhìn sang Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, hay là sang Ngân hàng Trung ương Thái Lan thì bạn sẽ thấy mất giá nó khủng khiếp như thế. Thế nếu mà Việt Nam mà Ngân hàng Nhà nước mà làm công việc không tốt thì có lẽ mất giá đến 7% thì mọi thứ nó còn kinh khủng hơn, phải không nào? Thế nên là chúng ta phải dành một cái lời ngợi khen cho cái sự linh hoạt trong điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông qua những cái công cụ của họ, đặc biệt là công cụ về chính sách tiền tệ. Thí dụ như là ở đây ấy, họ một cách linh hoạt, họ mua lại, tức là không phải mua lại mà họ phát hành cái tín phiếu, tiếng Anh gọi là T-bills, để hút tiền trở lại với ngân hàng từ các cái tổ chức tín dụng, tránh là việc thanh khoản trong tổ chức tín dụng nó dồi dào, tạo ra cái nguy cơ bị đầu cơ tỷ giá. Đấy. Và như ngày hôm qua chẳng hạn, hôm nay thì tôi chưa có giữ số liệu của ngày hôm nay là kết quả đấu thầu của thị trường mở, trong nghiệp vụ thị trường mở vào ngày 11. Nhưng ngày hôm qua ngày 10 tháng 4 thì các bạn thấy rằng là họ chỉ hút dòng từ cái hệ thống tín dụng khoảng 4.000 tỷ thông qua cái T-bills. Nhưng so với lại cách đây khoảng 28 ngày khi họ hút 15.000 tỷ thì họ đã trả lại thị trường 11.000 tỷ. Và trong 3 phiên vào ngày mùng 8, mùng 9, mùng 10 tháng 4 họ đã trả lại thị trường và tổ chức tín dụng nó vào khoảng tầm 33.000 tỷ. Thì hôm nay chúng ta chưa có cái dữ liệu, nhưng có thể thấy rằng là cái dữ liệu về lãi suất liên ngân hàng cũng đã hạ nhiệt. Đấy. Thì ngày hôm qua khi mà tôi có cập nhật với lại tất cả anh em đấy, là cái lãi suất liên ngân hàng hiện tại đã hạ nhiệt một cách tương đối là nhanh chóng. Vì đây các bạn có thể nhìn thấy lãi suất liên ngân hàng đây này. Đấy. Ngày mùng 2 tháng 4 là lãi suất liên ngân hàng là 4,59%. Interbank rate nó vào 4,59%. Thì riêng ngày hôm qua nó chỉ còn có 2,69% thôi. Vậy thì cái lãi suất liên ngân hàng là cái gì các anh chị? Lãi suất liên ngân hàng interbank rate đó là một loại lãi suất ngắn hạn mà khi một tổ chức tín dụng họ thiếu thanh khoản thì họ có thể vay qua đêm các cái ngân hàng khác để đảm bảo cái tính thanh khoản của tổ chức của mình. Tức là các tổ chức tín dụng vay lẫn nhau. Và cái lãi suất này nó cho chúng ta một cái indicator này, chỉ báo cho chúng ta một ý nghĩa. Khi mà lãi suất này cao thì nó nói lên rằng cái thanh khoản tín dụng của hệ thống nó bị cạn kiệt. Còn khi mà lãi suất
interbank rate nó trở về cái mức thấp, thì điều đấy nó nói lên rằng thanh khoản hệ thống bắt đầu trở nên ổn định và dồi dào trở lại. Thế thì vào cái ngày hôm qua là khi lúc mà đăng tin, ở đây là ngày mùng 9, thì mùng 10 cũng vậy thôi, interbank rate nó chỉ còn 2,69% so với lại thời điểm đỉnh điểm của ngày mùng 2 tháng 4 là 4,59%, thì chúng ta thấy là cái lãi suất liên ngân hàng nó đã hạ nhiệt rồi. Và điều đó nó nói lên một điều là cái sự điều hành của ngân hàng nhà nước cực kỳ là linh hoạt và tôi nghĩ là hiệu quả. Thì tại sao khi mà nói cái điều này thì tôi lại chia sẻ rằng là việc ngân hàng nhà nước đang điều hành như thế này, thì cái câu chuyện các cái chuyên gia xuất hiện lên trên các cái mạng xã hội, rồi YouTube, TikTok nói là về rủi ro tỷ giá, thì xin thưa với lại những chuyên gia đó và xin thưa với tất cả các khán giả nghe kênh Thái Phạm, đó là họ đang thổi phồng cái nguy cơ về rủi ro tỷ giá và gây tâm lý đối với lại thị trường, khiến cho thị trường có thể có những cái xáo động. Bởi vì nó có như thế đâu mà mình nói rằng là rủi ro. Tất nhiên sự thổi phồng này có thể nó xuất phát từ một cái nguyên nhân, đấy là người ta muốn cảnh báo sớm cho các cái nhà hoạch định chính sách, nghĩa là ý của họ là tốt. Hoặc cái ý thứ hai của họ có thể là gì? Họ có mong muốn nhìn thấy sự điều chỉnh của thị trường, họ tác động được. Cái thứ ba, tôi nghĩ rằng cái ý của tôi thì nó nghiêng về cái ý đầu tiên, tức là khi mà cảnh báo như thế thì để cho các nhà hoạch định chính sách có thể tham khảo để mà có các công cụ về chính sách tiền tệ để điều tiết, đó là ý tốt. Nhưng thực sự cái rủi ro thì nếu chúng ta so với lại Thái Lan, so với lại Đài Loan, so với lại Hàn Quốc và so với Nhật, thì có lẽ là chúng ta phải khách quan mà nhận định. Đúng rồi, Kiều Công Nhật nói đúng, đó là một dạng thao túng tâm lý thôi. Và chúng ta phải khách quan mà nói, so với các ngân hàng khác thì SBV Việt Nam đang làm rất tốt cái câu chuyện về điều hành tỷ giá và chính sách tiền tệ của mình. Nói như này không phải là vốt đuôi. Tôi thì không có criticize bao giờ. Một, đã nói thì nói cho đúng. Hai là thôi, lặng im. Thì mình phải thừa nhận với các bạn là chúng ta đang làm tốt. Với bằng chứng là chúng ta đô la tăng bao nhiêu thì chúng ta chỉ có giảm bấy nhiêu phần trăm, rất là khách quan. Và nếu như các bạn biết là tại sao đô la lại tăng thì nó có hai cái nguyên nhân. Đặc biệt là ngày hôm qua nó lên 105. Thì lý do tại sao? Là bởi vì này, lúc 7 rưỡi ngày hôm qua, 7 rưỡi tối đó, thì Mỹ công bố cái số liệu lạm phát của tháng 3. Các bạn nhìn thấy cái số mà tôi để trên màn hình ấy. Cái lạm phát tháng 3, cái số actual này là số thực tế. Cái forecast là cái dự báo, và previous là kết quả lạm phát của tháng trước, tức là tháng 2 năm 2024. Tháng trước lạm phát của Mỹ là 3,2%. Dự báo của phố Wall và Bloomberg hay là Dow Jones nó là 3,4%. Thì cái lạm phát thực tế ngày hôm qua Bộ Lao động Mỹ công bố nó là 3,5%. Dữ liệu lạm phát này cao hơn so với, một là dự báo, cao hơn so với tháng trước. Điều này khiến cho sức mạnh của đồng đô la tăng vọt lên từ mức 104 lên 105 hôm qua. Thì chỉ số DXY tăng 1%. Đấy. Nhưng tại sao đô la index sẽ không tăng mạnh trong thời gian tới? Là bởi vì các bạn biết rồi, nước Mỹ trong suốt một cái quá trình hình thành của mình và phát triển, đấy, thì nó là một cái đất nước nó kiểm soát được quân sự và kiểm soát được tiền tệ toàn thế giới. Và hệ thống kiểm soát về quân sự và tiền tệ thế giới đã khiến cho Mỹ có một cái đặc ân, đấy là được in đồng đô la. Được in đồng đô la. Và đây là các bạn nhìn vào trong cái lịch sử về cái balance sheet, tức là bảng cân đối kế toán của Fed, được lấy từ Federal Reserve Government.
Cái này là bảng cân đối kế toán của Fed trong xuyên suốt từ năm 2007 cho đến thời điểm hiện nay. Bạn thấy đấy, tổng tài sản của Fed hiện nay đang nắm giữ là vào khoảng 7.400 tỷ đô la. So với mức cao điểm vào thời điểm tháng 3 năm 2022 họ nắm gần 9.000 tỷ đô la, thì cái tài sản của Fed đang nắm thì nó đã giảm đi khoảng 1.500 tỷ. Nhưng so với lại cái thời điểm trước COVID-19 xảy ra, thì các bạn thấy là thời điểm COVID-19 xảy ra vào tháng 3 năm 2020 thì tổng tài sản của Fed nắm giữ nó có 3.700 thôi. Nhưng bùm một cái, khi COVID xảy ra họ nâng cái tài sản của Fed từ mức 3.800 lên đến 9.000, tức là tăng vào khoảng gần hơn 2,5 lần. Cái việc tài sản của Fed tăng gấp 3 như thế này, 2,5 lần như thế này, nó đơn giản chỉ là câu chuyện Mỹ in ra một số lượng tiền khổng lồ để dành cho hệ thống tín dụng và ngân hàng bail out, cứu trợ người dân, phát tiền miễn phí cho người dân, phát tiền miễn phí hoặc ở giá rất rẻ, gần 0% cho các cái tổ chức tín dụng lớn kiểu như Goldman Sachs, JP Morgan, đúng không? Cho các ngân hàng đầu tư, ngân hàng thương mại của Mỹ. Thế thì tiền nó rớt từ trên trời rớt xuống, nó không đến từ cái gì cả. Nghĩa là đồng đô la là một đồng gọi là đồng tiền pháp định. Pháp định có nghĩa là cái gì? Đồng tiền pháp định bạn phải phân biệt nó chính là đồng tiền do pháp luật của quốc gia đó phân định, định nghĩa và định ra. Nó không phải là real money. Tôi chưa bao giờ nói đồng đô la, đồng euro hay các đồng tiền của các quốc gia nó là real money, tiền thực sự. Nó chỉ là đồng tiền pháp định. Tôi quy định đó là đồng tiền của tôi. Và các bạn thấy họ in một nhát gấp 2,5 lần, không từ cái gì cả. Tiếng Anh nó đã nó gọi là you print out money, nó out of thin air, tức là in từ không khí. Nhấn nút một phát, ông Donald Trump bảo Powell, ông in cho tôi, phát tiền helicopter money cho mỗi một người dân là 1.500 đô la một tháng, cho họ tiêu xài đi. Thế thì ông Powell nhấn nút, tiền lập tức chuyển dưới dạng con số cho những người dân Mỹ để tiêu xài trong cái dịp COVID đó, khi họ ở nhà, họ bị lock out và họ tiêu một cách vô tội vạ, đẹp tiền lên đánh chứng khoán v.v. Thế thì rõ ràng cái việc mà tiền nó còn đang rất nhiều ở ngoài kia, nó lên đến 7.500 tỷ tiền pháp định, và đô la thì nó còn quá nhiều như vậy, thì chẳng có cái căn cứ nào để nói rằng là đồng đô la nó sẽ còn tiếp tục tăng lên nữa. Vì đồng đô la là một cái thứ mà ông in ra thoải mái cơ mà. Đấy là cái điều đầu tiên. Xin chào anh Hùng Nguyễn và Nguyễn Văn Thuận mới cung cấp thông tin là hôm nay đã có kết quả đấu thầu là hút lại 5.600 và lãi suất là 3,5%. Như này có cao không? Xin thưa với anh, ở Ngân hàng Nhà nước hút lại để tôi kiểm tra luôn SBV. Anh nói đúng rồi. Ngày hôm nay có 5 thành viên tham gia vào trúng thầu. Khối lượng thầu là 5.600 tỷ hút về với lãi suất là 3,5%. Thì cái ngưỡng mức lãi suất này nó nói lên một điều là, thứ nhất, cách đây 28 ngày anh chị còn nhớ là Ngân hàng Nhà nước hút dòng là 15.000 tỷ. Thì bây giờ đến hạn, hết hạn rồi, Ngân hàng Nhà nước trả lại cho thị trường 9.400 tỷ. Chỉ hút lại 5.600 tỷ thôi. Điều đó nó nói lên rằng là thanh khoản hệ thống nó sẽ dần dần trở nên dồi dào hơn. Và nhẽ ra ví dụ các bạn nhớ là nếu rút tiếp thì có phải là đáo hạn 15.000 tỷ thì anh phải phát hành một lượng tín phiếu 15.000 tỷ nữa không? Em muốn tìm hiểu thì em phải đọc cái kinh tế vĩ mô, những giáo trình về kinh tế vĩ mô trước đã ha. Cái này không đơn giản để hiểu ngay, nhưng cứ nghe đi, không bổ trước thì bổ sau. Thế thì chúng ta nói lại một cái câu chuyện là
Hiện nay cái đồng tiền pháp định nó còn quá lớn. Nếu như nói như ông Robert Kiyosaki thì ông cứ hay kêu, cái ông này là ông tác giả của cái bộ Cha giàu cha nghèo. Ông suốt ngày ông nói rằng là real money nó là vàng, bạc và bitcoin. Thế còn fake money nó là đô la. Đừng bao giờ cầm đô la. Bởi vì đấy là fake money. Fake money nghĩa là tiền không có thật. Ông nói như vậy thôi, nhưng có nghĩa là bạn có cái sự hiểu biết thì bạn hiểu là fake money theo ý nghĩa của ông, một cái đồng tiền pháp định. Bạn muốn in bao nhiêu thì in. Ví dụ bạn đang từ 3.700 tỷ, bạn in một phát lên 9.000 tỷ, chẳng ai nói gì được bạn. Thế đấy nó gọi là fake money. Đó. Thế còn ông bảo là Bitcoin không in được nhiều, vàng không in được nhiều, thế nên là chúng tôi mua cái đó, chúng tôi giữ. Ông nói là Bitcoin nó là real people's money, tức là tiền của mọi người, vân vân. Thì cái đấy là cái cách gọi của ông Robert Kiyosaki thôi. Nhưng có một điều tại sao tôi không tin cái đồng đô la nó còn tăng mạnh nữa, bởi vì với thứ nhất, Mỹ còn tiếp tục in đô la. Thứ hai, một điều đấy là cái thâm hụt ngân sách của chính phủ liên bang rất lớn. Và khi mà chính phủ liên bang mà thâm hụt ngân sách thì họ phải tiếp tục phát hành trái phiếu. Khi họ phát hành trái phiếu thì để đáp ứng các khoản chi tiêu thì các tổ chức tín dụng phải mua các cái trái phiếu của chính phủ Mỹ chứ. Dù cái giá nào, giá theo coupon rate là bao nhiêu thì cũng phải mua. Và có một điều là khi mua thì các tổ chức tín dụng mà thiếu thanh khoản thì lại phải vay của Fed, và Fed lại phải cung cấp tiền. Như vậy thì ngân hàng trung ương lại phải tiếp tục bơm tiền ra, nghĩa là đồng đô la tiếp tục được gọi là in thêm. Và nếu mà ông in thêm cộng với lại cái lý do nữa, sớm muộn thì chúng ta nhìn thấy ở cái câu chuyện ở này là đồng cái sức mạnh nền kinh tế Mỹ nó cao, nó tốt lắm, tỷ lệ lạm phát nó vẫn còn cao, cho nên Fed vẫn giữ lãi suất cao. Nhưng mà thực tế ra, xin thưa với các bạn một điều, kiểu gì thì kiểu đến tháng 8, tháng 9 này, người ta không hạ lãi suất vào tháng 6, nhưng tháng 8, tháng 9 này nó sẽ hạ lãi suất. Và bởi nếu không hạ lãi suất thì nền kinh tế Mỹ có nguy cơ sẽ rơi vào suy thoái thực sự. Đấy. Tất nhiên là tại thời điểm tôi nói với các bạn ngày 11 tháng 4 năm 2024 thì kinh tế Mỹ còn khỏe, thể hiện thông qua số liệu việc làm còn rất chất lượng, tỷ lệ thất nghiệp còn thấp và số liệu lạm phát còn cao, thì không có lý do gì trong ngắn hạn để tháng 5, tháng 6 Fed hạ lãi suất cả. Nhưng dù thế nào thì nói, cái lãi suất cao mà đặc biệt là fixed rate để mua nhà trong 30 năm mà nó lên tới là 7,4, 7,35% trong vòng 30 năm thì thị trường bất động sản của Mỹ sẽ bị gọi là tê liệt. Lãi suất tín dụng, thẻ tín dụng credit card của Mỹ hiện tại ở mức gọi là đỉnh cao trong lịch sử. Lên tới, hôm trước tôi cập nhật các bạn, là 14,95%. Mà các bạn biết là đối với lại người Mỹ vốn quen với lại chi tiêu thẻ tín dụng rồi, thì bây giờ Việt Nam mình thì quen với lại lãi suất tín dụng. Hiện nay tôi mới được nhận thông báo của ngân hàng ấy. Ngân hàng mới gửi cho tôi là lãi suất tín dụng là 2,95% một tháng. Tức là các bạn nhân 12 lên thì nó vào khoảng trên 30% một năm. Và tôi thấy là tất nhiên là cái lãi suất đấy là dành cho cái việc mà tôi xài thẻ tín dụng mà không có trả đúng hẹn. Ví dụ như là cứ kỳ sao kê vào ngày 21 hàng tháng thì tôi trả hết đi thì không ai tính cái lãi suất đấy. Nhưng nếu mà tôi không trả và không có khả năng chi trả thì tôi sẽ bị tính cái lãi suất là 2,96% một tháng, cộng thêm với lại cái các khoản phạt đến hạn, phạt quá hạn xài thẻ mà đã là kinh khủng. Thế còn người Mỹ trước đây quen với mức lãi suất tín dụng, nó thẻ tín dụng ấy, credit card, nó chỉ vào khoảng tầm 5%, 4,7% một năm, mà bây giờ lên tới gần 15%, tức 14,97, 14,95 thì nó là cao khủng khiếp. Và như vậy thì cái khả năng mua sắm của họ sẽ bị hạn chế. Người Mỹ khác với người Sài Gòn và khác với người Hà Nội, khác với người Việt, họ là nền kinh tế tiêu thụ và tăng trưởng kinh tế của họ đến từ consumption, tiêu dùng của người dân là chính. Họ làm ra, họ lĩnh lương phải lương tháng các anh chị ạ.
cái mà họ lĩnh lương ấy, họ lĩnh lương theo tuần và lương được tính theo giờ làm việc. Mỗi một tuần lĩnh lương không những tiêu hết lương mà còn tiêu luôn cả tương lai của nhiều tuần sau đó thông qua cái thẻ tín dụng. Anh cứ gọi là chi trước trả sau. Khi anh có lương thì anh sẽ trả lại. Mà họ trả thì không giống như mình. Thí dụ như tôi chi xài, tôi vẫn dùng thẻ tín dụng. Nhưng mà đến hạn là tôi trả hết. Còn họ thì sẽ trả minimum payment, trả tối thiểu thôi. Đấy. Nên là đối với lãi suất tín dụng mà quá cao thì cái chi tiêu của người dân và cái động lực tăng trưởng từ chữ C trong cái mô hình GDP của Mỹ đó, GDP thì bao giờ nó cũng giống nhau thôi. Cách tính GDP thì nó bằng là C cộng với lại export chữ import cộng với lại đầu tư chính phủ đúng không? Cộng investment của tư nhân. Thế thì các bạn nhìn đây các bạn sẽ thấy là còn cái chữ C là tiêu dùng cá nhân. Export chữ import là thặng dư về xuất nhập khẩu. Lấy xuất khẩu chữ nhập khẩu, nếu mà xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu thì sẽ tốt đúng không? G là chi tiêu công, government spending, chi tiêu của chính phủ Trung Quốc à chính phủ Mỹ, và Y là investment của cái người tư, lĩnh vực tư nhân. Thì các bạn thấy là đối với lại chính phủ Mỹ và cái mô hình tăng trưởng của Mỹ, họ tập trung vào cái chữ C này này. Đấy. Còn đối với lại Trung Quốc thì bây giờ mới tập trung vào chữ C, trước đây tập trung vào chữ G và chữ Y, dùng cái chi tiêu công tạo ra hạ tầng, thúc đẩy đầu tư của tư nhân vào lĩnh vực bất động sản, cộng với lại lấy xuất khẩu làm chủ đạo, thì ba cái động lực này sẽ dẫn tới là tăng trưởng kinh tế Trung Quốc thần kỳ trong suốt 35 năm qua. Còn đối với người Mỹ, do họ in được tiền đô từ nowhere, tức là in từ thích in thì cậu in chứ cũng chẳng cần phải báo cáo với lại đồng chí nào. Đây tôi thích, ông muốn nói gì không? Tôi đang từ, nếu bạn nhìn xuyên suốt khủng hoảng kinh tế của năm 2008 thì cái bảng cân đối kế toán của Fed chỉ có 914 tỷ. Thế nhưng để giải quyết được cái khủng hoảng này thì bên Mỹ nó in tiền ra và nó gọi một cái Mỹ miều ấy. Nó gọi là cái gì? Tăng từ bảng cân đối kế toán từ 905 tỷ lên tới 2.200 tỷ. Và người ta gọi cái này bằng một cái thuật ngữ rất mỹ miều. Nó gọi là QE. QE là gì? Là Quantitative Easing. Nghĩa là tôi sẽ nới lỏng tiền tệ, có các gói QE1 để một này, hai rồi ba này kia. Thực ra nói lúc đấy bà Janet Yellen, bà làm bộ trưởng, không phải, bà là chủ tịch của Fed. Đấy. Bà là chủ tịch của Fed. Thì xin thưa với các bạn là thời điểm đó, để giải quyết cái khủng hoảng nợ dưới chuẩn năm 2008 thì Fed dùng một cái thuật ngữ mà dân nói chung là, chào Nhân Lê ha, dân không biết ấy, về tài chính ấy, thì họ nghe có vẻ rất hoa mỹ, nhưng đối với dân tài chính ấy, chẳng qua là gì, ông in tiền ra, ông phát cho dân, và ông phát không phải phát cho dân, ông mua lại cái trái phiếu rác của các cái ngân hàng tài trợ cho những dự án rác về bất động sản, nó gọi là junk bonds, hay là những cái cho vay tùm lum tà la cho người dân. Đặc biệt các bạn xem những cái bộ phim trên Netflix, documentaries, thì các bạn sẽ thấy rằng là những người dân nhập cư chẳng có tiền, thu nhập có 1.000 đô một tháng cũng có thể mua được những cái căn nhà lên tới cả 100.000 đô bằng cách chia nhỏ, đóng gói những khoản nợ xấu rồi phù phép nó trong quá thị trường mua bán nợ. Thì các cái ngân hàng ấy, nó đã đẩy ra nền kinh tế một cái lượng khổng lồ về tín dụng, cũng như là cho phép, nói chung là các bữa tiệc no nê trên thị trường tài chính. Để làm được điều này, cứu những đứa con hư, thì Fed dùng một cái thuật ngữ thời điểm đó nó gọi là QE, Quantitative Easing, nghe nó sang mồm là nới lỏng tiền tệ, nhưng thực chất bản chất của nó cuối cùng
đó là gì? Đó là in tiền. Đấy. Xin chào Trịnh Quang Dung ha. Nó là in tiền. Chứ tổng tiền nền kinh tế đang là 900 tỷ đô thì bây giờ tự dưng nền kinh tế có 2.254 tỷ đô. Số lượng hàng không đổi, số lượng tiền nhiều hơn. Thế lập tức là hàng hóa bị mất giá. Và những ngân hàng hiện nay đã cấp tín dụng thiếu thanh khoản thì bây giờ tự dưng có thanh khoản từ người mẹ là Fed đưa đến và cứ thế là chi xài tiếp, chẳng bị làm sao cả. Nó gọi là cú bail out, giải cứu các ngân hàng từ Fed. Thành thử ra là với việc in tiền vô độ như thế thì chẳng có lý do gì để cái đồng đô la mà chúng ta cứ phải nhìn vào đồng đô la index và chúng ta nói rằng là nó sẽ tăng điểm, nó sẽ tăng. Một cái đồng đô la mạnh chẳng có thể giúp được gì cho nền kinh tế Mỹ. Và bản chất của người Mỹ là khó khăn thì sẽ in tiền. Nên là cái đồng tiền đấy nó mới gọi là đồng tiền pháp định. Pháp định có nghĩa là anh dùng pháp luật quy định đó là tiền thì nó là tiền. Giả sử vậy tôi thì không có tiền, đúng không? Là bởi vì sao? Tôi muốn có tiền, tôi là một người dân thì tôi phải làm việc. Đấy. Nhưng nếu tôi là chính phủ Mỹ thì tôi có quyền in tiền. Tại sao tôi lại có quyền in tiền? Là bởi vì tôi là người bảo kê cho toàn thế giới này. Và toàn bộ hệ thống hàng hóa được niêm yết bởi đồng đô la về nhờ sức mạnh quân sự của tôi. Cho nên đó được gọi là một hệ thống petrodollar. Tôi không thích thì tôi in và tôi quy định đó là tiền. Thì đó gọi là pháp định mà. Pháp luật quy định gọi là tiền pháp định. Ví dụ như bây giờ tôi đang cầm trên tay một cái cuốn sách này. Đây là một cái cuốn sách rất hay. Rất hay mà tôi khuyên các bạn đọc là cuốn của tác giả Lưu Dung. Đấy, cái này không phải do Happy Life sản xuất nhé. Cái cuốn sách là về dạy con. Tại vì tôi đang dùng cái công cụ để minh họa các bạn thôi. Thế còn đây đối với các bạn là sách. Nhưng giả sử ông Thái Phạm mà có nắm được luật pháp của Mỹ, tôi là ví dụ như cái người Fed thì tôi bảo đây là ngân phiếu trị giá 1.000 tỷ đô la thì nó là 1.000 tỷ đô. Nếu ông Thái Phạm là cái người kiểm soát ngân hàng Mỹ thì tôi bảo là cái này này không phải là sách, cái này là 1.000 tỷ đô thì cả thế giới phải chấp nhận nó là 1.000 tỷ đô chấm hết, đơn giản vậy thôi. Chứ QE là cái gì đâu, QE là in tiền. Nên nếu mà in tiền như thế thì đồng đô la làm sao mà các bạn nhìn thấy nó có thể. Bây giờ nhìn đồ thị tuần này. Nhìn đồ thị tuần thì cao nhất là cái thời điểm thắt chặt vào 26 tháng 9 năm 2022. Sau đó thì giảm sấp vào. Bây giờ nếu mà nhìn vào đây thì nó vẫn đã đi ngang thôi. Không, Lưu Dung khác, không phải tiền tích Google. Lưu Dung là một nhà thơ, nhà văn, người Đài Loan. Ông chuyên có những cái tác phẩm, mà những cái bức thư viết cho con trai của mình nói về cái câu chuyện dạy con. Nhưng mà tôi đang có con trong cái độ tuổi ở tầm cấp 3 thì tôi rất thích đọc tác giả này vì tôi đã đọc Lưu Dung cách đây khoảng 20 năm và nhờ có ông tôi trở thành con người như ngày hôm nay. Nên là khi mà nhà xuất bản có tái bản lại ấy, thì tôi sưu tầm một bộ của Lưu Dung rồi tôi đọc những cái bức thư ông gửi cho con, những cái bài học rất là thấm thía. Cảm ơn bạn Brian Vân đấy, đã gửi cà phê cho ông giáo nhé. Thế thì khi mà chúng ta nhìn vào đây chúng ta mới nói là những cái cảnh báo về rủi ro tỷ giá của các chuyên gia mạng nó là đúng. Nhưng mọi thứ đang bị thổi phồng. Đấy. Bản chất đồng đô la trong xuyên suốt chiều dài lịch sử của nó không có cửa tăng. Bởi vì bản thân nó cứ khó thì nó in thôi. Bạn Thiên Hoàng hỏi tôi là Fed đang thu hẹp bảng cân đối kế toán tới khi nào thì dừng? Họ sẽ dừng khi có khủng hoảng kinh tế xảy ra. Nếu Fed điều hành không có chuẩn và hạ lãi suất muộn thì cái điều này là cái điều mà bà La Lăng, chủ tịch
của Ngân hàng Trung ương Châu Âu ECB, bà có cảnh báo này này. Bà có cảnh báo là Fed ơi, đừng làm quá, nếu anh không hạ lãi suất sớm ấy, thì nhiều khả năng kinh tế của chúng tôi và kinh tế của anh sẽ rơi vào suy thoái đấy. Thì nếu như mà đang thắt chặt bảng cân đối kế toán về còn 7.400, đúng không? 7.400 thì khủng hoảng kinh tế xảy ra, nó sẽ lại tiếp tục in tiếp. Và điều này đã xảy ra từ cái thời điểm hạ năm 2009 rồi lại in thêm, hạ năm 2012 rồi lại in thêm, hạ năm 2019 rồi lại in tiếp, và lịch sử của nó sẽ tiếp tục in. À, xin lỗi bạn 3D nhé, là sách này tôi không cần phải bán, bởi vì bạn mua không mua cũng không vấn đề gì, tôi nói một chút thôi. Sách này không phải sách của Happy Life. À, cái này là sách của nhà sách Văn Lang. Lần đầu tiên tôi giới thiệu sách của người khác trên kênh, thực ra cũng không phải là người khác mà của công ty khác ha. Chứ chẳng có gì mà đây, bản quyền tiếng Việt của công ty cổ phần văn hóa Văn Lang. Bạn thích thì bạn mua, bạn đọc cho con nếu bạn có nhu cầu. Tác giả Lưu Dung đây. Tôi sách của tôi đâu mà tôi bán sách, mà tôi bán thì có vấn đề gì không? Ừ, đúng không? Nói chung là con người thì hay nghi ngờ. Tốt cũng bị nghi ngờ, xấu cũng bị nghi ngờ. Đấy, các cụ mới kêu là giàu ghét, nghèo khinh, thông minh thì tiêu diệt, và quyết liệt thì bị nghi ngờ. Đúng không? Người Việt Nam mình hay lắm, nói thật cũng không tin. Bao giờ nghi ngờ là thằng này nó có ý đồ gì, chẳng có ý đồ gì cả. Live stream nói chuyện để nói với các bạn là những cái chuyên gia họ cảnh báo là đúng, nhưng mà họ thổi phồng lên. Thứ nhất là chúng ta đang làm tốt, SPV chúng ta đang kiểm soát tỷ giá rất tốt. Đô la tăng bao nhiêu, chúng ta bị giảm giá bấy nhiêu. Và chính bởi vậy, với cái quyền lực của đồng đô la như thế, thì khối BRICS, đặc biệt là dẫn dắt bởi Nga và Trung Quốc. À, em muốn xem, xin lại tựa sách à? Em có thể lên trên Tiki. À, em, tôi đang đưa cái này thôi, nhưng mà có một cái, đây là một riêng bộ của anh mới mua. Đây, để cho em xem. Cái bộ này hay lắm. Đây, quảng bá cho Lưu Dung nhá. Tôi mê cái này lắm. À, nó là làm người tử tế. À, cái bộ này là của nhà sách Văn Lang nhá. Tôi chẳng có hoa hồng gì đâu, nhưng mà tại vì tôi nghĩ rằng là các khán giả kênh Trái Phạm sẽ được benefit từ cái việc này. Cái cuốn này đọc hay nhất này. Cái cuốn này là cuốn Sáng tạo bản thân. Tôi mê cái cuốn này vô cùng, mà nó cũng hợp lý lắm. Cuốn Sáng tạo bản thân này là tác giả Lưu Dung. Bác này này, bác là nhà văn. Cái này hơi lọt chọc, nó không có liên quan đến chủ đề. Bác là nhà văn, một nhà họa sĩ. Và ông ấy thích viết thơ cho con trai của ông. Ông nói về là phép lịch sự tối thiểu. Ông là ở Đài Loan nhưng ông sống ở New York. Ông nói về cái việc là hiện tượng Westling, con đến muộn thì con phải xin lỗi hay con phải làm gì. Những bài học rất là nho nhỏ như vậy thì tôi không biết, nhưng mà tôi học được rất nhiều. Cách đây 20 năm tôi đã đọc cái cuốn này rồi và tôi thay đổi. Chẳng hạn như ông nói về món quà tình yêu thương này. Ông nói là tại sao lại không dám nói không với lại bạn của mình, vì con mình cứ lúc nào cũng yes, 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 yes. Tại sao không dám nói không và tập trung vào điều quan trọng. Rồi con có thử thách, con mới tiến bộ. Đại khái thì tôi đọc thì tôi cũng mang được rất nhiều, tôi tự học. Và tôi bây giờ thì đến lượt là tôi mua về, tôi lại đọc lại mỗi lần rảnh rỗi để tôi dạy con tôi. Cái cuốn tiếp theo là cuốn Tự khích lệ bản thân này. Rồi Từng bước khám phá tài năng. À, cái này thì nói lại là một lần là tôi chẳng có lợi ích gì cái chuyện này cả. Nhưng mà nhiều khi bạn không tin thì bạn cứ bảo ừ thì thấy Phạm bán sách thì cảm ơn các bạn ha. Phạm Kim Ngưu chắc là có con. Không sao anh ạ. Tức là bản chất ấy, thì các bạn có con thì các bạn sẽ hiểu được là ở độ tuổi của tôi thì tôi đang quan tâm đến chủ đề dạy con thôi chứ không có gì hết. Và tôi thấy là nếu các bạn có con ở độ tuổi trong khoảng ương bướng như tôi, khoảng tầm 13 cho đến nó bắt đầu chớp chớp đại học ấy, thì các bạn sẽ hiểu là cái giai đoạn đi tiên đấy là chúng ta cần phải tâm lý hơn nữa trong việc dạy con của mình. Tôi không có lên lớp dạy ai cả, tôi đang đi học chết đi. Ở Việt Nam thì tôi hay đọc cái cuốn Dạy con trong hoang mang của tiến sĩ Nguyên Phương ấy.
cũng hay lắm, do bạn của tôi, chị Thảo, chị xuất bản. Đấy thì đấy là như vậy. Thế thôi thì quay lại chủ đề chính để nói về cái câu chuyện phét phủng các thứ này. Thì tôi thấy là cái rủi ro bị thổi phồng và không có cái gì phải quá đáng lo như vậy. Một số bạn hỏi tôi là vì sự thổi phồng cho nên mọi người cứ nói về cái câu chuyện là sẽ phải tăng lãi suất điều hành để hỗ trợ tỷ giá. Thì xin thưa với các bạn là sẽ không có câu chuyện tăng lãi suất điều hành để hỗ trợ tỷ giá. Tại sao lại như vậy? Theo ý kiến chủ quan của tôi là bởi vì nếu các bạn đọc truyền thông và đọc báo và theo sát những cái hành động chỉ đạo của Thủ tướng và cơ quan chính quyền thì bạn thấy là họ đang mong muốn là sẽ giúp hạ lãi suất cho vay cho các doanh nghiệp để hỗ trợ các doanh nghiệp. Không có câu chuyện là tăng lãi suất điều hành. Ít nhất là cái câu chuyện chúng ta đang làm tốt về mặt quản lý tỷ giá một cách rất linh hoạt như thế này. Cái câu chuyện thứ hai thì các bạn có đọc và tôi cũng có điểm tin là Phó Thống đốc nói nếu chúng ta còn 100 tỷ dự trữ ngoại hối, nếu cần thì sẽ bán để can thiệp tỷ giá. Nhưng theo tôi gạch luôn, tôi bảo là chứ cũng chẳng có việc gì, theo ý kiến cá nhân của tôi nhá, không có việc gì phải bán ngoại tệ để can thiệp tỷ giá cả. Là bởi vì tỷ giá mất bằng đúng cái sức mạnh của đồng đô la tăng, mà về mặt lâu dài đô la index chẳng bao giờ có thể tăng được cao nữa. Vì bây giờ ông thiếu, ông cứ in tiền thế thì tiền của ông mất giá, làm sao mà đồng đô la nó tăng lại, đúng không ạ? Thế thì với lại chúng ta cũng chẳng mất nhiều hơn cái sự mất giá, sự tăng giá của đồng đô la, làm sao phải bán can thiệp. Bán can thiệp phải hỏi Thái Lan, bán can thiệp Nhật, nó can thiệp cũng chẳng can thiệp kìa, Nhật Bản kìa. Các bạn thấy không? Các bạn hỏi tôi là tại sao ngân hàng trung ương Nhật họ không bán ngoại tệ để can thiệp, sao để mất giá tới 8% thế? Họ chẳng có việc gì phải can thiệp cả. Họ muốn duy trì chính sách lãi suất thấp để hỗ trợ cho doanh nghiệp và tiền mất giá bình thường. Mà tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng không đủ dồi dào về ngoại tệ quá nhiều để phải bán ra làm gì. Đấy là như thế. Và câu hỏi thứ ba là các bạn hỏi tôi là em thấy là các cái ngân hàng thương mại nhỏ đang tăng lãi suất huy động lên, điều này có nguy hiểm không? Thì xin thưa các bạn đọc những cái tiết như thế này thì các bạn phải đọc cho nó kỹ. Đọc cho nó kỹ. Cái tiết bài nó có thể là ngân hàng thương mại cổ phần này đã nâng lãi suất huy động tiết kiệm vân vân. Nhưng phải đọc vào trong cái nội dung. Các bạn thấy này, đọc lằng nhằng ra thì sẽ thấy bên trong. Theo đó, lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 12 đến 18 tháng lên đến 4,8% một năm. Trời. Cái gì mà 4,8% một năm rồi kỳ hạn 24, tức là 2 năm đến 36 tháng 3 năm lên đến ngưỡng 5,2% một năm. Tôi bảo 5,2% là cái lãi suất cực thấp em ạ. Có rất là thấp. Mà tăng 0,3 điểm là sao? Là bởi vì tức là 0,3%, đúng không? Đơn giản thế. Thực ra báo còn viết sai này. 0,3 điểm phần trăm chẳng ai viết như thế này cả. 30 điểm lãi suất, 30 điểm không ai, 0,3 điểm phần trăm tăng thêm 0,3% hoặc là tăng 30 điểm. Đúng nguồn ngữ tài chính như thế. Thế thì cái lãi suất thấp như thế thì bây giờ tôi mới lý giải các bạn tại sao họ lại phải tăng lãi suất. Có hai lý do. Một ấy, các bạn để ý các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân sau những cái vụ lùm xùm gần đây mà chúng ta thấy, thí dụ như những khách hàng họ gửi vào một cái ngân hàng nào đó, họ tự dưng họ bị mất tiền. Đấy, tôi không tiện nói tên bởi vì trong cái live stream, trong cái truyền thông tôi không, mà thôi cứ nói bình thường bởi vì cái này đăng lên báo rồi phải không? Đấy. Thì báo nói chứ không phải tôi nói, đúng không? Thì các bạn nhìn. Đấy. Sau những vụ lùm xùm gần đây trên báo Tuổi Trẻ đăng đấy, thì nghe nó buồn cười không? Đấy, các bạn nhìn này. Đấy. Sau những vụ lùm xùm như thế này thì cái việc mà khách hàng họ gửi
tiền ở các ngân hàng tư nhân cổ phần sẽ hạn chế. Đúng không? Chính bởi vì có thể khách hàng chỉ yên tâm gửi tiền ở các ngân hàng nhà nước thôi, như là Vietcom, BIDV, Công Thương, Agribank, MBB v.v. hoặc là các ngân hàng thương mại cổ phần lớn, thì khách hàng mới yên tâm đưa tiền. Chính bởi vậy, họ chưa có đủ uy tín quá lớn giống như các cái ngân hàng nhà nước. Nên là khách họ không gửi nhiều, thì bây giờ họ phải tăng lãi suất lên để mà thu hút cái tiền gửi. Đấy. Cái thứ hai là họ có tăng cái lãi suất huy động 0.3-0.5% một năm trên một kỳ hạn 24-36 tháng, thì cái lãi suất nó vẫn chỉ quanh khoảng 4.8-5.2%, thì rất thấp. Tôi dùng cái từ dân dã, quá thấp. Đúng không? Bèo là từ dân dã. Như vậy thì chúng ta có thể thấy cái việc tăng lãi suất của các ngân hàng, lãi suất huy động của ngân hàng thương mại không phải đến từ chính sách tăng lãi suất điều hành. Và tôi không cho rằng cái việc tăng lãi suất điều hành sẽ là cái giải pháp tốt, bởi vì đó là một cái giải pháp mang tính chất giật cục. Đúng không? Đang nới lỏng tự dưng quay sang thắt chặt thì nó không tốt cho nền kinh tế, nó không tốt cho cái cục bất động sản, nó cũng không tốt cho các cái doanh nghiệp. Và tôi không tin vào điều này. Đây là ý kiến cá nhân chủ quan của tôi, và tôi có thể sai. Nhưng về mặt người quan sát, tôi cho rằng sẽ không có cái câu chuyện này. Và như vậy thì các ngân hàng nhỏ tăng lãi suất huy động là đơn giản chỉ vì họ không có đủ uy tín để họ thu hút cái tiền gửi của người dân ở lãi suất thấp, thì họ phải tăng lên để người dân gửi vào sau cái vụ mà lùm xùm kia. Cho nên cái chuyện này là bình thường. Là bình thường. Nên cái rủi ro về mặt tỷ giá thì xin thưa với các bạn, đó là cái câu chuyện bị thổi phồng một cách quá đáng. Đấy là cái điều mà chúng ta chia sẻ với nhau. Thế bây giờ chúng ta chia sẻ thêm một yếu tố nữa. Nó ảnh hưởng gì đến thị trường không hả anh? Thì bây giờ chúng ta nhìn sang chỉ số thị trường một tí. Chúng ta nhìn sang chỉ số thị trường một tí nhá. Chỉ số thị trường hiện tại thì hôm nay là kết phiên 1.258 điểm. Nước ngoài mua dòng nhẹ là 48 tỷ. Trong khoảng đôi 1, 2, 3, 4, 5, 6 phiên gần đây thì cái sự mua bán của nước ngoài khá là nhịp nhàng và tương đối là mềm mỏng. Ngày mùng 4 tháng 4 họ mua dòng 45 tỷ, mùng 5 22 tỷ, sau đó bán lại 154 tỷ, rồi lại mua lại, bán rồi lại mua, đúng không? Như vậy, so với lại thời điểm trước đó khi quỹ Fubon ETF bán dòng với khối lượng rất lớn, thì bây giờ nước ngoài trở nên nhẹ nhàng hơn so với lại trước đó rồi. Cái thứ hai, về mặt chỉ báo của thị trường thế giới và thị trường Việt Nam, thì đây là cái đồ thị của thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhiều người rất là hoảng sợ và tin vào những cái cảnh báo liên quan đến tỷ giá với lãi suất, những cái đồn đoán. Cho nên là họ đã bán hết 100% tiền, bán hết danh mục cổ phiếu để cầm 100% tiền. Khi họ cầm 100% tiền thì họ lại mong muốn là thị trường giảm xuống giống như dự báo của họ để mua. Đúng sai tôi chưa bàn. Nhưng thuần về mặt kỹ thuật mà chia sẻ thì xin thưa với các bạn,
Hiện tại thì thị trường sau khi vượt đỉnh tháng 9 năm 2023, các bạn thấy rõ, khi mà thị trường vượt đỉnh vào tháng 9 năm 2023 đó, về mặt kỹ thuật là nó lên, nó retest, nó lên lại một lần nữa và nó phải retest lại. Đây là một cái sự phản ứng hết sức bình thường của chỉ số VN-Index. Không có cái câu chuyện mà giống như hồi trước các bạn, nhiều người nói chỉ số sẽ lên ngay 1.300 rồi 1.400. Các cái hội thảo lúc mà thị trường đang ở 1.290 rất lạc quan, nói thị trường sẽ lên 1.400 ngay, 1.500, rồi có nơi nói là sẽ lên 2.600 vân vân, xong 2 năm nữa vân vân. Thì tôi không nói là họ sai hay đúng, nhưng những dự báo như vậy trong một cái bối cảnh khi thị trường đã tăng cao và vượt cái đỉnh tháng 9 năm 2023 này này, nó là một cái dự báo mang tính chất là lạc quan thái quá, và có lẽ người ta để lạc quan xen vào cái dự báo của mình. Còn nếu với những người thuần phân tích kỹ thuật thì khi vượt đỉnh nó không biết có lý do gì nhưng phải retest lại, đó là điều bình thường. Câu hỏi tiếp theo của bạn, tiếng chắc chẳng nhỏ đâu, tiếng rất to đó, nhưng mà em, mọi người có thấy tiếng nhỏ không? Tiếng thì rất to mà cái nhỏ gì đâu, đúng không? Tiếng to không? Lại nhỏ hay sao? Hello. Đấy, tiếng cho to hết cỡ rồi. Ổn đúng không? Rồi. Thì câu hỏi tiếp theo của mọi người là: anh Thái ơi, thì bây giờ đấy, liên tiếp có những cái phiên mà thanh khoản ở mức thấp thì có rủi ro gì không? Thì xin thưa với bạn một điều là vì mọi người bị dọa nạt rất nhiều về cái câu chuyện tỷ giá nên người ta bán ra, và người ta bán ra cũng có lý bởi vì người ta có lời rồi. Đấy. Còn có những người sẽ cắt lỗ tùy mã của mình, đúng không? Đúng rồi đấy, Nga là Nga nói đúng đấy. Thì khi nó lên và nó vượt cái đỉnh tháng 9 này thì nó phải retest lại cái đỉnh 1245, 1246 chứ. Chứ làm sao mà nó cứ lên mãi được. Đấy. Nhưng mà thị trường thì nó cũng hay, tôi cũng chẳng chỉ trích gì. Bởi vậy thì nó mới là cái người có người mua, người bán chứ. Thị trường mà, luôn luôn có người mua và người bán. Đấy. Nhưng mà theo tôi thì có lẽ là mọi người đã bị cái dọa nạt đấy quá nhiều. Và liên tiếp có những phiên thanh khoản thấp như thế này. Đơn giản thôi. Vì sao? Vì tâm lý. Tâm lý của nhà đầu tư hiện đang quan sát. Một số người thì lo lắng tỷ giá. Một số người thì lo lắng tin đồn bắt bớ. Một số người thì chốt lời giá cao rồi, chưa mua lại. Một số người thì không mua bán nữa, đợi xu hướng. Đúng không? Chắc là do tai nghe chứ anh bật lại nghe thử trên đây thì nó to lắm. Để tôi mở luôn thử trên YouTube của tôi xem là thế nào nhé. Ngon chứ, đúng không? Để tôi nghe thử, nhiều khi cái tiếng tôi để sét cao ngất trời luôn, đúng không? Để xác nhận lại xíu. To đấy. Rất ổn này. Đây là nghe bằng cái iPhone. Thì cái chuyện mà tỷ giá thấp này, cái thanh khoản thấp này là bình thường, bởi vì có nhiều cái tâm lý thế này, họ đang quan sát, họ chưa giải ngân thì nó thế thôi. Nó chẳng nói lên được cái điều gì cả. Ở cái vùng mà đi ngang thì cái thanh khoản luôn luôn thấp.
Mà khi mà các bạn để ý, khi mà thanh khoản bắt đầu có dấu hiệu tạo ra trend tăng giá mới thì bạn sẽ thấy thanh khoản nó rất cao tương ứng với lại cái thời điểm này. Hoặc đó là khi thị trường chốt lời ở vùng cao thì thanh khoản sẽ to. Thế hôm nay có chia sẻ một cái bài học. Ở vùng đi ngang không có xu hướng thì thanh khoản sẽ thấp. Khi thị trường mới bắt đầu vào xu hướng, các bạn nhìn này, đi ngang không có xu hướng trong giai đoạn tháng 12 năm 2023 thì thanh khoản rất thấp, thường là thấp. Đấy, anh em nghe đúng rồi, bạn Quỳnh Mommy nói nghe hay thế mà không nhấn nút like cho ông giáo phát. Đó, anh em nhấn nút like nha, cho nó khi thế. Thì khi mà các bạn thấy là thị trường mà cứ thanh khoản thấp thì nó sẽ thường là cổ phiếu đi ngang không có xu hướng, giống như tháng 11, tháng 12 đấy, các bạn thấy là bình thường cái giao dịch của thị trường ấy rất là eo xèo, vì mọi người đa phần là họ phải đợi có xu hướng họ mới vào. Bây giờ thì những người đã bán và chốt lời ở cái vùng này, những người FOMO vào thì cái thanh khoản rất lớn. Nên bắt đầu hết cái giai đoạn FOMO thì người chốt lời họ đã chốt lời rồi thì họ chưa mua lại, họ đợi. Một số nhà đầu tư thì lo lắng tỷ giá, một số nhà đầu tư thì lo lắng tin đồn bắt bớ, một số thì đợi xu hướng. Thì các bạn có xu hướng phát thì sẽ tăng ngay. Cho nên đừng có lo về cái câu chuyện là nó thế này thế kia về mặt thanh khoản cũng có lý do của nó. Thế vậy thì bây giờ ấy, mình chia sẻ một cái. Đó là vậy thì thời gian tới cái kịch bản tốt nhất cho thị trường mà theo cái nhận định của tôi là gì? Tôi cho rằng là cái rủi ro tỷ giá bị thổi phồng và vĩ mô của Việt Nam thì rất tốt nhé. Bằng chứng rất tốt nó là mở điểm là giống như bạn La Nga vừa nói đó, bản chất chúng ta là một nền kinh tế xuất khẩu được các mặt hàng nông sản, đặc biệt là trái cây, rồi lúa gạo, cà phê năm nay được rất được giá. Kết hợp với lại việc chúng ta có những cái khu công nghiệp mà FDI vào xuất khẩu được linh kiện điện tử, da giày dệt may, cho nên cái đô la của chúng ta tương đối dồi dào. Thì tôi tin rằng tỷ vĩ mô chưa có vấn đề gì quá đáng ngại. Đấy là cái điều đầu tiên các bạn lưu ý. Thứ hai là trong một cái trạng thái mà hiện tại chúng ta thấy là mối quan hệ của chúng ta với Trung Quốc tương đối tốt, mối quan hệ của chúng ta với Mỹ tốt. Mối quan hệ với Trung Quốc thì thể hiện thông qua cái chuyến đi vừa rồi của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới thăm Trung Quốc và đã có những cái cam kết đầu tư về cái hệ thống tàu lửa tốc độ cao cả chục tỷ đô la vào Việt Nam. Thì chúng ta phải thấy là cái triển vọng vĩ mô của chúng ta nó vẫn còn tốt. Thế thì ở đây tôi không nói là lạc quan để nói là thị trường sẽ lên 1.400 hay là 1.500, không phải vậy. Ý tôi đang nói rằng là cũng chưa có cái nguyên nhân gì để khiến thị trường có thể về cái mức điểm thấp dọa nạt các kiểu để về 1.100 điểm hay là 1.170 điểm hay vân vân thì rất là khó. Đấy. Và cái kịch bản tốt nhất đó là cái thị trường sẽ đi ngang, mà tiếng Anh nó gọi là đi sideways, đi ngang trong một cái biên độ, một ngang một cái biên độ. Thế ví dụ biên độ là như thế nào? Thì chúng ta tạm lấy cái mốc 1.200 là cái đáy mây ở đây này. Nếu các bạn thì tôi copy lại cái này, không nó mất cái này.
Đấy. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy nếu bạn nào dành Ichimoku thì bạn sẽ thấy là nó sẽ đi ngang trong cái biên độ ở khoảng từ 1210 cho đến 1260 gì đấy. Nó loanh quanh cái trụ mà 1220 điểm này, nó cứ đi như thế này thôi. Cho nên là với tôi thì tôi cho rằng là khi mà thị trường ấy mà thanh khoản một ngày cứ từ 15.000 tỷ trở lên, tôi vẫn hay điểm tin trên cộng tầm Happy Life đó, là nếu thanh khoản thị trường cứ 15-16.000 tỷ trở lên, nó thấp so với thời điểm 30.000 tỷ thôi, vì lúc đấy là người ta đang chốt lời đó. Đám đông FOMO thì người ta đang chốt lời bình thường. Thì bây giờ không thể quay lại cái đó, nhưng mà thị trường thanh khoản hiện nay thì rất lớn, 16.000 tỷ một phiên. Với 16.000 tỷ thì các bạn biết rồi, thị trường bao giờ cũng vậy. Thị trường mà, market là gì? Là một nơi, theo cái định nghĩa kinh tế học, kể cả chứng khoán cũng vậy, là nơi tập hợp người mua và người bán. Đấy. Mà thanh khoản lên tới 15.000 tỷ một phiên trở lên. Sáng nay tôi có ngồi chia sẻ với một anh bạn em học viên của tôi nói là trời ơi, một ngày 15.000 tỷ chảy ra ngoài thị trường mà chúng ta không nhìn thấy cái cơ hội ở đây, mà bạn không kiếm được và không thấy cơ hội, thì cái đó là lỗi của bạn. Bởi vì một cái chợ chứng khoán thì bản chất là một cái chợ thôi, nơi có những người mua người bán gặp nhau. Mà cái thanh khoản của cái chợ này nó lên tới 15.000 tỷ một phiên, mà anh không kiếm được cái món hàng nào kinh doanh để tạo ra lợi nhuận, thì có lẽ là anh không nên tham gia vào cái chợ đó. Thì tất nhiên cái chợ nó không phải là ngày hôm nay mua cái là có lời ngay, mà nhiều khi cái món hàng bạn mua vào bạn phải mất công ủ ở đó 2-3 tháng nó mới có sinh lợi nhuận. Hoặc là có những món hàng bạn mua nhầm thì nó bị mất đi, đúng không? Thì chúng ta thấy thị trường như thế mà chúng ta không nhìn vào cái mặt tích cực về thanh khoản và tìm kiếm cơ hội, trong khi chúng ta cứ để những cái con người dọa nạt chúng ta vào. Nào là rủi ro tỷ giá, nào là đội lai, nào là tin đồn, vân vân. Thế vì sao người ta lại dọa nạt các bạn ạ? Thì có thể như thế này. Thứ nhất là họ cảnh báo thôi. Điều này tốt. Đấy, để người lại quản lý chính sách biết. Nhưng mà cái theo tôi thì như vừa rồi chia sẻ với anh em ấy, người Việt Nam mình ấy, chính sách nó là gọi là các cụ dạy rồi. Cái gì cũng hay bị nghi ngờ mà. Giàu thì ghét, nghèo thì khinh, thông minh thì tiêu diệt, thì quyết liệt thì nghi ngờ, và cái gì nghi ngờ. Thế nên là tôi thì tôi có được quyền đặt câu hỏi, tôi không dùng từ nghi ngờ, đặt câu hỏi thôi. Vì sao tốt thế? Cảnh báo vì có phải muốn mua lại giá thấp không? Đúng không? Đã chốt lời rồi. Là thế cho vui. Đúng không? Tất nhiên là sẽ có người nói đúng, sẽ có người nói sai. Nhưng cái quan trọng là bạn không phải là nói như này để ngày mai bạn all in, bạn FOMO. Không phải. Bạn muốn giỏi ở trên cái thị trường, và bạn muốn giỏi trên cái chợ này để lựa được mặt hàng mà có tiềm năng tăng giá trong tương lai và kiếm được lợi nhuận, thì bạn phải trở thành một cái người mà buôn giỏi và lựa hàng giỏi. Bạn không thể nào ra chợ ngoài kia mà bạn lựa bậy lựa bạ, đưa vốn cho bạn, bạn lựa là bạn kiếm được tiền, không có đâu. Bạn phải mất thời gian học, và thậm chí là tôi tin rằng là bạn phải mất tiền. Nhiều người coi mất tiền là một cái gì đó rất là khủng khiếp, bởi vì họ đánh bạc mà. Họ hopeless, họ chỉ mong là có một cái miracle để mà vào một phát là phép màu sẽ giúp họ kiếm được tiền, và họ kiếm được tiền để trả nợ, để trang trải chi phí tài chính. Nhưng họ không bao giờ có thể hiểu rằng là ở trên thị trường ấy, cái chợ bạn tham gia thì bạn phải chăm chú và
bạn phải tìm hiểu, bỏ thời gian để tìm được cái món hàng sinh lợi, thì trước đó bạn phải mất tiền, bạn phải có thể bị lừa, bạn có thể là bị mua bị thua thiệt. Nhưng cái quá trình thua thiệt và bị mua bị thua thiệt, nó là một cái quá trình học hỏi để trở thành một cái thương nhân tốt hơn. Không có một cái thương nhân nào vào thị trường, kể cả thương nhân mua bán hàng hóa vật chất, vào một cái là chúng. Tất cả những thương nhân vào một cái là chúng thì đều sẽ dẫn tới những thất bại to lớn sau này hết. Còn những thương nhân nào vất vả từ đầu, thua thiệt từ đầu mà chịu khó không bỏ cuộc, tìm hiểu được những cái mánh khóe của cái thương trường, cái chỗ hổng của thương trường, thì thường thương nhân đấy sẽ bền vững. Thì cái thị trường chứng khoán là một cái chợ chứng khoán cũng vậy. Bạn phải trở thành một người mua đúng. Thế còn khi mà bạn nghe những cái chỉ báo này cái kia, những cái cảnh báo của người này người kia, thì xin thưa với bạn, nó là một cái câu chuyện mang tính chất là dọa nạt để có mục đích cả. Tại sao tôi lại kể như vậy? Vì trên thực tế là tôi đã từng để ý có những cái con người nổi tiếng hơn bạn rất nhiều, như là ông, như chúng ta là Bill Ackman ha, được gọi là phù thủy trắng, và Warren Buffett đệ nhị. Ông ta nói là ông này ông có một cái là ống sọt, ống long ở trên cái hợp đồng về trái phiếu chính phủ. Thì thời điểm mà cái ông này ông kêu là ông đang sọt, thì các bạn biết là tay này rất là ghê. Khi mà đây đầu tiên là cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm, tôi sẽ cho các bạn xem cái này, tôi có show cho các bạn học viên của tôi coi một lần. Đây. Cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm thời điểm đó, lúc điều cao điểm nhất là tháng 9, thì lúc đó là tôi tắt mấy cái này đi. Bill Ackman á, thời điểm vào ngày 28 tháng 9 xuất hiện lên CNBC. Bill Ackman là ai? Là phù thủy trắng và là một trong những người quản lý quỹ phòng hộ gọi là nổi tiếng nhất trên thế giới tại thời điểm hiện tại. Là một người đánh to tiền nhất trong cái sòng thị trường chứng khoán Mỹ và thị trường tài chính Mỹ, tôi gọi như vậy. Warren Buffett đại nhị. Thời điểm ngày 28 tháng 9 năm 2023, khi đang cầm vị thế sọt trái phiếu chính phủ Mỹ, đây các bạn nhìn này, đang sọt, thì hắn nói là trái phiếu chính phủ Mỹ sẽ lên đến 5%, mà chúng tôi đang cầm vị thế sọt này, các bạn hãy sọt đi. Đấy, các bạn biết là khi mà giá trái phiếu xuống thì lợi suất trái phiếu tăng. Cái này thì anh em đọc cái cuốn Kinh tế học cơ bản, Kinh tế học ABC rồi giáo trình kinh tế học của Đại học Kinh tế Quốc dân, anh chị sẽ biết. Bill Ackman lúc đấy đặt cửa vào cái này hơn, sọt cái này hơn 100 tỷ đô. Đấy. Thế nhưng mà cũng là ông ta, sau khi sọt xong rồi, thì hắn mới đứng lên, hắn hô một câu là đừng dại. Cái này xin phép các bạn là quên mất rồi, đợi tí. Đấy. Cái này là phải đăng ký cái Chrome này, không đăng ký đây. Tôi cho các bạn xem một cái, các bạn không đăng ký cũng dùng được. Đây, nhìn này. Đấy. Bill Ackman vào thời điểm 23 tháng 10 nói rằng là ông đã cover lại vị thế sọt, và ông nói rằng là đừng dại mà đi sọt trái phiếu Mỹ vào thời điểm hiện nay, mua đi. Đã, thì ông ra hàng hết ở cái thời điểm đầu tháng 10 rồi, thì bắt đầu ông hô là mua, ngưng sọt và nó bắt đầu mua, thì ông kiếm một mớ tiền rất lớn. Và mọi người đầu tư theo ông ấy, và giá trái phiếu chính phủ Mỹ tăng mạnh từ tháng 10 đến tháng 12. Như vậy thì xin thưa với bạn, câu chuyện VN Index của các bạn nó cũng thế thôi. Nó cũng cái câu chuyện thao túng tâm lý cả. Đúng không?
tự dưng có một ngày đẹp trời, các chuyên gia đứng lên cảnh báo này, cảnh báo nọ, thì cũng tốt. Như tôi nói, tôi không có nghi ngờ gì cả, nhưng mà tôi thấy à, có một người cảnh báo như thế thì chắc là người ta cũng muốn tốt cho xã hội thôi. Thế nhưng mà thì từ cái vị thế của Bill Ackman thì tôi thấy rằng là trên thị trường tài chính ấy mà, hôm nay thì bảo sọt, mai thì bảo long, rồi hôm nay thì bảo là lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ sẽ chết thôi, ngày mai thì bảo là lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ sẽ lên 5% nữa. Nghe như thế mà đầu tư thì có mà tèo. Mình phải dùng cái mà tôi có demo cho các bạn thông qua những cái này này, thông qua những cái câu chuyện này này, để mà tôi chia sẻ với bạn là chúng ta hãy dùng cái tôi gọi là critical thinking. Tôi gọi là critical thinking nghĩa là mình dùng cái tư duy phản biện, và mình dùng cái tư duy có phân tích, có lập luận, có cái proven evidence, những cái bằng chứng được chứng thực. Cái đó thì các bạn thấy là nền khoa học về kinh tế học thực nghiệm hay là khoa học thực nghiệm của phương Tây, bởi vì tôi là dân tốt nghiệp ở do Tây đào tạo thì của Mỹ, thì tôi muốn chia sẻ với bạn là chúng ta phải dùng cái kinh tế học thực chứng, khoa học thực chứng thực nghiệm, để chúng ta nhìn vào liệu nó có phải là cái gì ghê gớm lắm không, mà tít bài media và tất cả mọi thứ nó xào quấy lên vậy. Thế thì mình dùng cái critical thinking để mà chia sẻ. Tiếng không nhỏ đâu em, tiếng để maximum rồi đó. Thế thì nếu trong trường hợp mà chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta dùng cái tư duy phản biện, chúng ta hiểu được là có cái câu chuyện này rồi á, thì các bạn hãy quay trở lại với lại thị trường thôi. Thị trường có phải hoảng loạn để mà chúng ta phải bán hết cổ phiếu của mình không? Thì tùy anh chị. Nhưng khi thị trường đi sideways và với thanh khoản trên 15.000 tỷ trở lên, các bạn thấy lần này tôi sẽ khá là nhẹ nhàng với thị trường. Bởi vì các bạn nhớ ha, nếu các bạn nào theo dõi tôi, đặc biệt hội viên ấy, theo dõi tôi từ thời điểm tháng 9 năm 2023, thì tôi nói là lúc đấy là phải, các bạn có thể xem lại các live stream của tôi. Tôi bảo là thậm chí lúc đấy tôi đang ở sân bay, nếu thời điểm này này, tôi nhớ là thời điểm vào ngày 18 tháng 8 năm 2023 thì tôi đang ở sân bay Changi. Sau đó thì sau đó một tuần nữa tôi cũng đang ở Singapore, tôi live stream cho các bạn. Thì lúc đó thị trường giảm một phát từ đây và tôi có cảnh báo các bạn là tôi ra. Và anh em ra. Là bởi vì lúc đó thì có một cái bí mật nữa mà cũng chia sẻ với các bạn. Ở đây thì qua cũng nói chuyện hội viên rồi. Do trong những cái về chỉ báo của thị trường chúng tôi thấy rằng lúc đó thì cái rủi ro rất là cao, về tâm lý rất cao và chỉ lố tham lam nó lại tột độ. Còn bây giờ thì các bạn nhìn thì mọi người bước vào cái giai đoạn trung lập, thậm chí sợ hãi, và chỉ báo rủi ro hiện nay bây giờ ở mức thấp như vậy thì tôi không tin rằng đây là chỉ báo độc quyền của Kung Fu Stock Pro nhé. Nó không phải là đơn giản là thị trường tăng giảm thì nó sẽ tăng giảm theo, mà chúng tôi có những cái nước sốt bí mật để làm nên cái này. Thế thì tùy các bạn, nhưng tôi tin rằng cái mà các bạn đang bị amplify và bị nhồi vào đầu ấy, nó đầy màu sắc của cái sự gọi là hoảng sợ, nghi ngờ và rất nhiều cái lo lắng. Còn các bạn hỏi tôi về giá vàng thì chắc là xin chia sẻ một chút nữa về giá vàng thôi, bởi vì live stream gần 1 tiếng rưỡi rồi. Thì xin thưa với các bạn là giá vàng hiện tại đang ở một cái mức mà theo tôi tin rằng nó đang bị FOMO. Và nói từ FOMO thì không đúng, nhưng mà nó đang ở trong một cái trạng thái nó gọi là buy cao trào. Đây là một cái đặc điểm của một cái đợt mua cao trào. Từ cái giá break down như thế này, giá vàng mà tăng tới 16% trong một thời gian ngắn sau khi break khỏi nền giá,
thì đi theo cái mô hình lá cờ thắt chặt đấy đúng không? Và một cái nền giá như thế này, giá vàng tăng 16,38% và cao trào bám cái Bollinger Band đi lên, thì xin thưa với bạn rằng đây là một đặc điểm của một thị trường gọi là hưng phấn tột độ. Hưng phấn tột độ. Đấy, nó là như thế. Thì nói như vậy không có nghĩa là tôi nói các bạn là đem vàng ra bán. Không phải vậy. Tôi chỉ có cái nghi ngờ đó là liệu giá vàng sẽ còn tiếp tục đà tăng mạnh như thế này nữa hay không. Thì xin thưa với bạn là bất cứ một cái tài sản nào muốn tăng nữa thì cần phải có thời gian nghỉ ngơi. Và vì tôi đã là người đầu tư theo phương pháp All Season từ rất lâu rồi. Nếu các bạn xem cái video là đầu tư gì năm 2019, đừng gửi lãi suất tiết kiệm, đừng gửi tiết kiệm năm 2019. Video đấy bây giờ khoảng tầm gần 5 triệu người coi, 5 triệu view. Thì các bạn thấy là tôi luôn luôn cho rằng là cái việc mà phân bổ một phần vào vàng ở thời điểm giá thấp hoặc là đi ngang là một cái giai đoạn, là một cái quyết định khôn ngoan. Đúng không? Đúng chưa? Đấy. Nên là mình cũng có nhìn thấy thế để mình nói rằng là khi mà mình thấy vàng nó đi ở cái mức gọi là hợp lý và điều chỉnh hợp lý thì mình sẽ mua. Chứ còn bây giờ thì các bạn mà bảo hỏi mua không thì xin thưa là tôi không mua. Còn các bạn hỏi bảo là bây giờ có nên bán không thì tôi cũng xin thưa với các bạn là tôi không biết. Bởi vì bán ngày hôm nay nhỡ tiếp tục nó lên nữa thì các bạn sẽ mắng tôi. Và tôi cũng không sợ mắng đâu, nhưng mà việc mà bán một cái tài sản đang lên giá thì nó phụ thuộc vào cái sự sung sướng của người cầm. Nhỡ ngày mai nó tăng nữa thì sao? Ai mà biết được. Tôi cũng không biết được và bạn không biết được. Chẳng ai nói rằng là bây giờ nó là đỉnh cả. Khi nào đỉnh nó qua thì chúng ta mới biết đấy là đỉnh. Thế thôi. Thế thì còn cái câu chuyện là giá vàng mà nếu Fed không hạ lãi suất trong tháng 5, tháng 6 và chưa hạ lãi suất ấy, thì vàng nó phải về nghỉ ngơi đã. Nó không tăng một mạch đâu. Còn cái câu chuyện phiến quân này, Israel rồi Iran này kia, nó chính là cái đã đưa vào cái sự kỳ vọng mà đã nhìn thấy ở đây rồi. Tất cả những câu chuyện là Israel tấn công vào đại sứ quán có của Iran rồi làm chết tướng lĩnh rồi hai bên dọa nhau bằng các hành động quân sự thì thực tế ra là nó đã thể hiện ở đây rồi các anh chị ạ. Nó thể hiện ở trong cái tôi gọi là cái đồ thị hết rồi. Tăng 16% đây này. Thực ra thì không 16% là từ lúc break thôi, còn cái câu chuyện mà đáng nhẽ ra nó giảm thì lập tức nó phải tăng thêm 8% nữa rồi từ lúc hai bên dọa dẫm nhau. Thì giá vàng trong nước ấy, các bạn vào trong trang giá vàng.net thì cứ tăng rất là nhiều. Và đây. Hơi nhiều quảng cáo, nhưng mà thôi chấp nhận vì quảng cáo thì người ta cũng phải có quảng cáo người ta mới sống được. Đấy. Giá vàng này. Biểu đồ giá vàng này. Hôm nay là giá vàng trong nước thì đây chỉ có SJC thôi. Thì cũng lên 84 triệu rồi này. Vàng nhẫn tròn này. Bây giờ lên tới 76 triệu này. Thế thì ở đây mà bây giờ cứ 76 triệu này còn đi mua thì tôi thấy là cũng phục các anh chị đấy. Đấy, các anh chị mà mua ở vùng này thì cũng là phải nói là phục ấy, vì tôi không có cái gan lớn như thế. Và tôi thì tôi thích mua cái gì ở cái vùng đi ngang thế này hơn. Khi đi ngang với tôi thì tôi sẽ mua vàng khi nó đi ngang và nó tích lũy lại. Vì đối với tôi thì tôi không có đầu cơ vàng. Tôi luôn luôn coi nó là một khoản bảo hiểm. Và tôi đã làm một cái video là các bạn nên đầu tư theo All Seasons ra sao để phân chia tài sản của mình, bất động sản, chứng khoán, vàng, doanh nghiệp, tiền, vân vân. Sao mic nhỏ nhỉ? Tôi cũng không hiểu lại sao cái mic lại nhỏ đấy. Để tôi xem. Anh em cứ bảo mic nhỏ thế, buồn hết là buồn.
Trong khi chỉnh tiếng thì tiếng chỉnh to nhất có thể được rồi. Hay thật. Anh em nghe rõ hơn chưa? Người bảo mic to, người bảo mic nhỏ thế là thế nào? Hay là do cái điện thoại nó livestream trên các nền tảng khác nhau thì nó khác nhau nhỉ? Người thì to lắm, người thì nhỏ. Thôi, các bạn thông cảm chúng tôi có khi là cái sự không ổn định đường truyền của bên YouTube ấy. Chứ còn tôi là chỉnh trong cái phần mềm livestream của tôi là tôi chỉnh gọi là không thể còn chỉnh được cái gì hơn nữa. À, ok. Đấy. Đấy ha. Thế thì bây giờ anh em có một cái giúp tôi là ở vùng giá này mà anh em còn còn mà đi mua thì cũng tôi không biết như nào, mà tôi nghĩ là rủi ro đấy. Thế còn ngắn hạn thôi, còn dài hạn thì vàng có bao giờ lỗ đâu, nên là tùy nhá. Đấy. Còn vàng tăng ấy thì các bạn bảo có ảnh hưởng gì đến chứng khoán không, thì thực tế ra thì vàng với chứng khoán thì tất nhiên nó cũng không quá trực tiếp. Đúng là vàng có thể thu hút mọi người sang đầu cơ vàng, nhưng mà chứng khoán đấy mà, nó là một cái thị trường mà ở đó rất nhiều người mua người bán đến 15.000 tỷ một phiên. Túm lại là như thế. Thì tôi thấy là các cái sector về ngành bất động sản nó cũng có những cái tín hiệu tốt này. Ngân hàng cá biệt cũng có những cổ phiếu tốt. Chứng khoán thì cũng vậy. Đấy. Chứng khoán cũng vậy. Đấy, thì thép hôm nay thì tích cực hơn. Thương mại cũng tốt thì tôi tin rằng là cũng không, thị trường thì nó sẽ cứ đi ngang phè phè này thôi. Và nó sẽ sideways là kịch bản tốt nhất từ giờ đến lúc mà Fed hạ lãi suất. Đó, bởi vì nói gì thì nói, còn nhiều người nghi ngờ lắm, nhiều người không tin lắm, nhiều người có những cái tư duy họ phải chờ đợi, có trend bình thường. Cái này chẳng đúng sai và cũng chẳng có gì mà phê phán gì cả. Bởi vì thời điểm mà kể cả tôi cũng thế thôi, thời điểm mà sideways thế này, không có xu hướng thì tự dưng mình nhảy vào làm gì? Có một số bạn không hiểu phong cách của tôi, bảo chứ ô tại sao anh không bảo em mua ở 1.000, anh cứ chờ 1.020 lại lần nữa cái chân số 5, sau anh không mua ở 1.097 này. Thì tôi bảo là phương pháp của tôi thì khi nào nó rẻ đến đây tôi mua, còn không thì khi nào break lên thì tôi mua. Mọi người bảo anh ấy phải vào hàng lúc 1.136, 1.140 anh mới vào hàng. Thái Phạm không biết gì, đáng nhẽ là vào lúc 1.090 rồi, vân vân. Ủa, đây là phương pháp của bạn, phương pháp của tôi thì sẽ giống rất nhiều người thôi. Có xu hướng thì tôi tham gia, không có xu hướng thì thôi, được không? Bạn lo cho tiền của bạn, tôi lo cho tiền của tôi, được không? Thế thôi. Thế còn thị trường thì nó vẫn vậy thôi. Re hay Masan thì nó cứ đi sideways, mà sideways này đến khi nào nó hết thì mình không biết. Đấy, đi sideways, khi sideways thế nào không biết nhá. Thị trường thì bạn cần phải, tôi thì tôi có hint nhỏ nhỏ đấy là lĩnh vực mà có những cái màu xanh này này là tiền nó mạnh ấy. Ít nhất bất động sản, ngân hàng và chứng khoán thì tôi thấy tiền vào rất mạnh, thép rồi thương mại các thứ, thì cái đấy các bạn có thể để ý đó. Thế thôi. Thế còn hôm nay thì livestream với các anh em cũng đã được 1 giờ 30 phút rồi, 90 phút rồi. À, mục đích của tôi muốn chia sẻ thì muốn chia sẻ về cái chủ đề về tỷ giá bị thổi phồng. Còn lại về thị trường thì xin phép được trả lời sau với các anh chị. Nên anh chị là hội viên thì tôi sẽ trả lời ở dưới các comment. Rồi cảm ơn các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị trong các cái video tiếp theo. VND thì giá cũng tốt, nhưng mà mua mà thấy nó không lên ngắn hạn thì cũng cứ tạm giữ thời là ở đây là cắt lỗ xong mình nhớ đâu thì nó quay lại. Giả sử mọi người bảo là ủa sao anh cắt lỗ ở đây, anh vô lý thế. Anh cắt lỗ ở đây chứ. Sao anh vô lý thế, sao đến đây mấy hôm nữa nó có chen anh lại mua lại bình thường, cắt lỗ xong quay lại mua lại bình thường, có gì đâu. Nhẹ nhàng mà. Mọi thứ đầu tư hãy nhẹ nhàng, take it easy,
Thế cái đi gì sai thì sửa thôi. Thế nó quay lại thì lại có mặt mình, còn nếu mà nó mà hỏng rồi thì lại thôi. Thế thôi. Nhẹ nhàng thôi anh chị ha. Cho nên là mình nhìn nhìn vào đây thì mình thấy là những cái sector này, những cái cổ phiếu mạnh trong đây là ổn. Thị trường thì nó sẽ cứ đi kịch bản thế thôi. Tôi hy vọng là không có gì biến cố quá xấu về vấn đề thượng tầng. Hy vọng không có cái đó. Nhưng cái câu chuyện về thị trường, về vĩ mô Việt Nam rất tốt. Chẳng có lý do gì phải lo lắng. Tỷ giá cũng chẳng có lý do gì phải phải lo lắng cả. Hãy chủ động trong các cái giao dịch của mình. Hy vọng là các bạn đã thông não được một phần, và hy vọng là những cái gì tôi chia sẻ với các bạn sẽ giúp các bạn phần nào trong việc nhận định thị trường và có thêm cái input cho cái critical thinking của các bạn. Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe sự chia sẻ của Thái Phạm, và xin hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nhé. Nghĩ không phải happy mà nói chung là nhàn nhã đơn giản thôi, nghĩ nó nhẹ nhàng. Ok, Thành Danh hiểu, Thành Danh đi theo thầy một thời gian thì hiểu thầy rồi đúng không? Vui vẻ thôi, nhẹ nhàng, sao mà phải gồng mình lên. Đúng thì giữ, sai thì sửa. Xin chào Lê Văn Thuận. Ok, thôi, chào Vũ Đức Thuận. Đợt này Vũ Đức Thuận không phải đi công trình, có nhiều thời gian ha. Bye bye. Tại tôi còn nhớ chính xác bạn nào đi công trình hay bạn nào học viên tôi đúng không? Rồi chào Duyên Architect nhá. Rồi tạm biệt mọi người. Stop streaming. Cool.